Ok, review cặp giỏ Horomina nãy giờ đi chắc được cỡ 200 cây, không tới trăm mấy. Giỏ này bị cái bực mình là nó finish không ok nên là gai nhiều, nhưng mà nhìn chung ổn, vô cô ok. Này là đồng hồ báo xuất thì cái là tại mình sẽ xì bớt bánh the. Lý do tại sao xì thì đơn giản là đường này cua nhiều mà. Nó có hai ngóc thì ngóc này giống như là bỏ để cho nó không có hành chính. Okay. Mình để bánh sau 28, bánh trước 26. Ok. Thì đó cái thói quen cá nhân của mình thôi. Thường mình đi mà đường, thứ nhất là bữa nay trời cũng nắng rồi, thứ hai là đường cua đèo nhiều thì mình để bánh nó lâu lâu một tí, ôm cua nó cũng dễ hơn, nó khoáng rồi. Ok, lên đường.